Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dàn idol, các dàn robotie, các dàn IO đến từ nhiều nền tảng uy tín với chất lượng cũng như đến từ các sở giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn ký kênh liên tục những dàn mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đối với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví coin 98. Hôm nay chúng ta có một cái chương trình rất là đặc biệt nhờ dịp Tết. Chương trình này sẽ cho chúng ta bốc thăm may mắn để có thể là nhận những cái phần thưởng lấy USDT đến từ Coin 98. Tên chương trình ở trong banner có ghi là bốc lì xì, khá là thú vị đấy. Trong chương trình này chúng ta sẽ cùng khám phá luôn. Chúng ta sẽ mở ứng dụng Coin 98 ra nhé. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ cập nhật đến cái phiên bản mới nhất ở trên Coin 98 thì các bạn mới có thể tham gia vào chương trình này được. Với anh em nào mà chúng ta chưa đủ điều kiện tham gia thì anh em vẫn có cách là các bạn thường xuyên sử dụng ví Coin 98 trong thời gian sự kiện. Chúng ta có thể tiến hành những cái giao dịch swap ở trên đây, các bạn sẽ nhận được x và thông qua số x đó thì các bạn có thể tham gia chuyến bốc lì xì này được. Tuy nhiên thì không có khuyến khích anh em cày x để tham gia chuyến bốc lì xì này, mình nghĩ là vì cả x thì có thể là anh em sẽ bị lộ phí đấy, mình không có khuyến khích đâu. Mình chỉ khuyên anh em là nếu như anh em nào có x sẵn ở trên ví, chúng ta có thể là chúng ta bốc lì xì, hoặc nếu anh em tiện thể chúng ta kiếm x thì chúng ta có thể kiếm x ở trên Coin 98 sau đó chúng ta bốc lì xì. Vì kiếm x thì các bạn chỉ cần thực hiện các lệnh swap ở trên sàn thôi. Ở đây có phần hoán đổi và các cái lệnh swap trên sàn, các bạn sẽ nhận x và số x này nó sẽ nằm ở đây này. Hiện tại thì có thể là do mạng nó hơi đơ một tí nên chưa kịp load, các bạn chờ chút. Đây hiện tại thì mình vừa chuyển sang mạng wifi mới, trên đây thì toàn phải dùng 4G phát wifi thôi. Đây là cái số x của mình nhỉ, mình sẽ mở cho anh em xem. Nó chậm thật đấy, có thể là hôm nay giờ thời điểm này có đông người đang cùng chơi, mình thì cũng được nhìn khá khá đấy, không ít đâu, nhưng mà cũng, bây giờ nó chưa kịp nó thôi đấy. Mình có 35.000, ôi giời cũng mà mỏi tay đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta mua chúng ta sẽ bốc lì xì này. Ở đây trước khi bốc lì xì chúng ta xem cái phần giải thưởng một tí nhá, nó vẫn chưa kịp load hết anh em ạ, mẹ hơi chậm. Ở đây có các cái loại linh vật này, thấy chưa? Ta cứ xem thoải mái đã. Thấy chưa? Bao lì xì này. Ở đây là có, như vậy là có 12 linh vật luôn. Nó thiết kế cách điệu rất là đẹp. Hình ảnh hoạt hình kiểu dạng Nhật Bản. Đây các bạn thấy đây, ta sẽ sưu tầm linh vật nhá. Đây này, nếu mà được cả con thịnh hổ này, phượng hổ này, nập hổ này, mãnh hổ này, tiểu hổ này, đại hổ này, thấy chưa? Đấy, tùy theo cái con nhân vật có ở đây chúng ta sẽ nhận được những phần thưởng ở đây. Nó thể quy đổi, thậm chí quy đổi đến mức là 300 USDT. Bây giờ đang thời điểm đầu anh em dễ chơi này. Này có thể quy đổi là 25 USDT với thịnh hổ này và 15 này, các bạn cứ xem số linh vật này. Đấy, ví dụ bây giờ anh em sưu tập con trâu này, con lợn này. Và con gì đây? Như con chuột à? Con chuột này, con này con chuột, con dê rồi. Đúng không ạ? Đấy, ngoài ra thì không gì rắn này, rồng này, các thứ đấy, này anh em thấy không ạ? Rồi khỉ và gà thì được 250 đô này, chó này, mèo này, cái dê này, hổ này, 300 đô, thấy chưa? Đấy, có rất nhiều cách em sưu tập ở đây, cứ lên mình chưa nhận được cái gì cả. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ mua x ở trong cái video này cho anh em xem nha, mình có rất nhiều x. Mình sẽ mua với một cái số lượng gọi là khá lớn đấy. Mua vài đồng nhanh đúng không ạ? Rồi 10 cái đầu tiên này. Xác nhận này. Một này. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở nhé, mở không bao lì xì này, hơi khó mở thật. Đây bộ sưu tập mình đã có hai con giáp rồi, đây có con gà rồi, có con khỉ rồi. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần ấn vào đây để mở này, ấn vào đây để mở nhé. Bạn thêm mở tất cả cái con này ra này. Đấy, mình có lẽ là mình ấn đủ số lần so với số mình có rồi, đã mở được cả 4 con rồi. Đấy, có khỉ có gà này anh em này,
Ôi vãi 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 vãi. Ngon đây, ngon đây. Mình làm lại nhé. Thơm. Hình như khỉ với lại gà là khỉ với gà là được được đổi được cái được 250 đô nhỉ. Ôi thật anh em ơi. Nấu khổ này. Ui vãi thật. Mình đừng nấu khổ đấy anh em ạ. 250 đô. Kinh chưa? Kinh chưa? Em có thể thấy là mình rất là may đúng không ạ? Ngay từ lần đầu chơi chỉ ít phút thì mình đã may mắn nhận được đồng hồ rồi. Nên tới là 250 đô. Bây giờ mình sẽ thấy anh claim nhá. Thơm thơm thơm. Ok. Quá thơm luôn anh em ạ. Đấy các bạn thể thấy là nhân phẩm vét cao luôn đúng không ạ? Anh em có thể thấy đây. À, mình claim thành công rồi này. 250 đô. Đẹp chưa? Đấy, bây giờ mình tiếp tục nhá. Mạng bên mình nó hơi yếu tí anh em ạ. Nay không có nhà. Đây có được một phát đồng hồ rồi. Đấy, bây giờ cho anh em xem cho phần claim này. Đấy, chứ không phải là cái account test đâu. Admin xưa nay không bao giờ có làm chuyện account clone bao giờ. Đấy, 250 đô. Ổn chưa? Đấy, bây giờ mình tiếp tục này. Ở đây có 3 lì xì mình vẫn chưa mở hết này. Ở đây còn 3 lì xì chưa mở hết cơ. Mạng bên mình nó đơ quá anh em ạ. Nói chung là ở đây thì do nó không ở nhà. Cái đường truyền nó kém quá. Đây mình tiếp tục mình mở tiếp cho anh em xem nhé. Ở đây có bộ sưu tập mình nó mở 6 trên 12 con giáp rồi này. Ok, 30 xì đâu nhỉ? Chính xác bây giờ nó mình có 10, hôm nãy mở hơn 10 bao mà. Thôi để đi sang bên này để mua tiếp đi. Mua tiếp 10 bao nữa mở cho nó phê nhé. Xác nhận. Đấy, mua tiếp 10 bao mở cho nó phê này anh em. Mẹ mát quá. Rồi. Mở đây, một cái này. Gắn vào đây để mở nhá, bởi vì là mạng bên mình nó hơi bị lag tí, mình không có nhà đường truyền yếu lắm. Đấy, các bạn có thể cứ thế ấn vào cái đây để mở nhé. Hôm nãy thì các bạn biết là cái mạng bây giờ rất là đơ, mạng mình chỗ mình đơ lắm. Mình cố gắng lắm nhưng mà không không làm được video gọi là nó hoàn thiện được. Đấy, thực sự là mong em hết sức thông cảm. Mạng đơ quá. Thế chương trình này cụ thể mình nhắc lại cho anh em là đầu tiên là chúng ta sẽ vào trong cái thao diện bốc lì xì này, chúng ta dùng X để ta mua thì cứ một bao lì xì là sẽ mất 500X này. Sau khi ta mua và chúng ta mở X ra thì chúng ta sẽ vào phần 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 bao lì xì cũng được. Đây thì chúng ta sẽ nếu anh em chưa mở X thì vào trong đây chúng ta mở X. Trong phần bộ sưu tập này nó sẽ thống kê những cái con giáp các bạn đã mở được thành công này. Và những cái bao lì xì mà còn chưa mở thì bên bao lì xì vẫn sẽ hiện cái số lượng bao cho anh em. Thì ở trong phần giải thưởng này anh em vào trong đây này. Ở trong đây thì chúng ta sẽ có một cái phần để chúng ta quy đổi. Các bạn nếu sở hữu những cái con giáp phù hợp với cái những cái phần quy đổi ở đây thì các bạn có thể claim. Và như các bạn thấy là mình hôm nãy thì mình đã claim được ở đây là 250 đô. Ở đây thì do là đường quá lag nên mình không thể vào được một cái cách đầy đủ nhất mà anh em hết sức thông cảm. Đấy. Đây, các bạn có thể thấy này. Chúng ta có thể là quy đổi thông qua những cái con nhân vật mà chúng ta đang có ở đây này. Ví dụ các bạn có thể hôm nãy như của mình là quy đổi gà và khỉ ra 250 đô này. Rồi quy đổi rắn rắn và rồng ra 150 đô này và rất nhiều cái phần thưởng khác để cho anh nghe. Đấy, như các bạn thấy là mình đã quy đổi thành công hôm nãy lộc hổ này 250 đô này. Và trong 48 giờ thì mình sẽ nhận được cái phần thưởng này nhá. Được chưa? Đấy. Mình cũng vừa hỏi một phần hỗ trợ của bên Coin98 thì anh em tiến hành swap này. Anh em tiến hành swap các cái lệnh swap thì anh em sẽ nhận được 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 X này. Đấy. Ở đây những cái bao lì xì này còn còn thiếu thì anh em thể vào đây chúng ta ấy để ta mở tiếp nhá. Đấy. Nói sơ sơ cho anh em thôi, rất đơn giản thôi. Những cái sự kiện như thế này thì nó rất dễ tham gia. Hình dung như là đổi X lấy hồng bao rồi mở hồng bao ra các linh vật, đổi các cái linh vật phù hợp để có thể lấy được những cái bao lì xì. Bao thì lì xì thì dao động từ 1 đô đến 250 đô và 300 đô, lớn nhất là 300 đô. Đấy, đơn giản thôi. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái video thông tin về cái chương trình rất là mới đến từ Coin98. Hơi đáng tiếc một tí là bởi vì đường truyền mạng bên mình nó quá yếu nên mình không 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 thể chia sẻ một cái video nó ngon lành cành đào một cách ok 100% được. Thì anh em hết sức thông cảm. Đối với anh em nào muốn kiếm ích thì các bạn có thể vào giao diện hoán đổi, chúng ta tiến hành hoán đổi để kiếm ích. Ở chung là cày ích thì cũng khá mệt đấy, mình không 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 khuyến khích anh em về cày ích để có tham gia sự kiện.
Nhưng mà anh em nếu nào nếu thường xuyên giao dịch ở trên các nền tảng swap thì chúng ta có thể nên Coin98 ra swap. Qua đó thì các bạn có thể nhận x và có thể tham gia sự kiện với số x các bạn kiếm được nhé. Bây giờ thì em sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.